chiếc xe đạp, món quà từ hồi mới vào mẫu giáo, giờ đã quá nhỏ so với dốc dáng cô học trò lớp 3, Quỳnh Thị Cúc, trường tiểu học Mỹ Thuận B, huyện Mỹ Tú. Nhưng không chỉ dẫn ngày ngày cùng em đi học, mà nó còn là phương tiện mưu sinh. Cha mất khi còn chưa chào đời. Chẳng bao lâu sau, mẹ đi thêm bước nữa. Cúc ở với ông bà ngoại, năm nay đã ngoài 60. Ông thì đau yếu quanh năm. Bà vừa trải qua cơn tai biến. Cô học trò lớp 3 trở thành lao động chính trong nhà. Như nuôi nhỏ này hồi nó hả? À, má nó thôi sữa đem về đây tới giờ rồi, hồi đó còn mạnh bằng nuôi nó, sáng người ta chợ ông sóc này bán bưng gỗ chuối gì bán lấy tiền nuôi nó. Mẹ đi Sài Gòn bỏ thời gian cái gì có chồng giờ có chồng cái tôi nuôi tới giờ, cái sau này bị tai biến hết năm mấy rồi đó. Rồi giờ cái tay này thì tê, cầm nhợ tay này còn mạnh, cũng chiên bánh ngày vậy bán cũng trăm mấy ngàn chữ thí rồi cũng được, còn được 40 ngàn. Chỗ này học 5 ngàn, còn mấy ngàn mua gạo mua nước mắm mua thuốc uống. Đi bán ấp bên này thì đi 40 miếng thì chiên gỗ đầy ở 40 miếng à. Đi bán gì hết rồi nghỉ uống nước miếng đi con, rồi đi nữa chiên gỗ nữa, đi phía này lại đi đường nữa, đi cái nghỉ ngồi chiên gỗ nữa, đi phía này lại nữa, rồi thì đó 2 giờ thì nghỉ chiên rồi thì nói đi bán tới 4 giờ nó mới về. Dạ, một ngày dạ. Đi bán 3 lần như vậy. Dạ, 3 lần một ngày đi 3 gỗ vậy đó thì 3 lần đó. Vậy là giờ ông bà già sống chủ yếu là nhờ vào cái sự đi bán dạ. Bánh của dạ. Bé Cúc. Nhỏ không đi bán thì chết đói đó. Con đi qua hướng này rồi về đi qua hướng này bán hết rồi bà ngoại chiên cho qua hướng kia bán lại. Đỡ chân. Con ráng đạp. Ở quê với thói quen đói ăn rau, đau uống thuốc, dẫn lời kể của bà ngoại mà càng thấy chạnh lòng, vừa thương vừa lo cho cô bé. Bán lấy tiền nuôi nó. Này ngoại ơi, con nhức giò quá à, nay đạp xe đạp quá trời xa, nhức giò ngoại mua thuốc con uống liều thuốc nhất, rồi nó tay con phồng hết trơn ngoại, phồng ra nước nè, rồi nhức cái tay chỗ này quá, nay vậy mua viên thuốc liều thuốc nhất để uống vô, ê con người hết rồi. Rồi tháng đi nữa, mày gắng đi bán cái mạ chiên chuối, vú chuối đầy nhóc kìa. Nó mùi hết trơn, ai mà ăn, người không có tiền mua bà mày đi học, mới học có đồng bạc nào đâu đi. Cực khổ là vậy, nhưng Cúc vẫn ham học một cách lạ thường. Giờ mày nghèo biết sao giờ, thấy con làm nó quá sức rồi thấy tội. Trời nắng này á, đi về mồ hôi đổ lả mặt mày. Cô bác thấy mồ hôi quá trời, kéo vô nhà rửa mặt cho nó, rửa mặt chùi mặt rồi lấy đồ cho nó, hốt gạo cho nó mang năm giờ để bán cho đầu xe đạp đó. Ba bọc kia đó mặt mày mồ hôi đổ ướt mình mẩy chứ. Nếu mà à con đi bán dưới kia, con đi học ngoại ơi, chiều nay con học 3 giờ này. Nói hơi nắng lắm con nghỉ đi là không đâu, con về sớm con học 3 giờ, con nghỉ đâu. Cái bữa bệnh quá trời, nói Cúc ơi bữa nay bệnh nghỉ đi con, không đâu con đi học à, với thầy thấy bệnh quá thầy đưa về. Chú thấy con cực quá, có khi nào con tính nghỉ học không? Không đâu. Bây giờ con mong muốn cái gì con nói chú nghe coi. Mong muốn có xe đạp. Rồi gì nữa? Để đạp đi học. Con không nghỉ, con đang đi học. Học để nữa làm gì? Học để lên lớp và sang năm lên lớp. Con ước mơ lớn lên con làm gì? Là bác sĩ để chữa bệnh cho bà ngoại. Thì em cũng rất là chịu khó, nhưng mà khi đến lớp thì học giỏi lắm nha. Cái thành tích học tập của em Cúc cũng đáng nể lắm. Thì hồi lớp 1 là học xếp loại khá, năm lớp 2 là được xếp loại giỏi,
Còn tính đến thời điểm này em học lớp 3 đó, là em cũng đang là học sinh giỏi của trường. Thầy hiệu phó cũng là người hàng xóm nên càng biết rõ sự nhọc nhằn của em. Bây giờ chứng kiến cái em này mà đạp cái xe bưng ổ bánh cũng nặng lắm nha. 40 cái bánh hoặc là 50 cái đạp như vậy, đi xa lắm. Một ngày thứ bảy nhật thì bán 3 buổi, sáng rồi trưa rồi tới chiều. Bán hết ấp này rồi về thì bà ngoại tiếp tục chiên cho cái, để trong cái vỏ xịa khác rồi bưng đi. Nhiều khi cũng đi xa, cũng tùy. Nhiều khi bán mà chậm hết thì phải đi tới trên Thượng Hưng á, tới trên Thượng Hưng. Còn ngược chiều cái hướng bên này đó là xuống tới với cống Mỹ Phước á, tới dưới đó đó. Nhưng từ đây mà tới đó mình tính ra chắc cũng khoảng trên 2 cây, trên 2 cây số. Vậy thì một ngày thứ bảy chủ nhật như vậy thì em này đạp không dưới mấy chục cây số, chứ cũng 20-30 cây, đạp vòng xóm. Trong xóm thì anh chị cô bác trong xóm ai cũng đều biết em Cúc nữa chứ, nhất là mấy đứa bạn nó cũng biết. Nói về Cúc thì bạn bè nhận xét nhiều lắm, bạn bè rất là mến. Đi bán mà không hết thì nhà ai quen đó tấp vô năn nỉ giùm mua, đáng thương. Một buổi đến trường, một buổi bán bánh, chiều tà cũng là thời khắc êm đềm nhất trong ngày của bé Cúc. Nhưng ngay cả những lúc như thế này, sao mọi thứ vẫn rười rượi, đượm buồn? Phải chăng vì nỗi bất hạnh, sự nhọc nhằn đã quá in đậm